Benepisyo ng espiritual na pagsasanay, unang bahagi ng lima, sa Palawan Refugee Camp sa Pilipinas noong ikapito ng Abril, taon 1971. Sư phụ cả ngày đến thăm quý vị để cho quý vị có thể gặp được từng người. Như ngày hôm qua, nếu có chuyện gì muốn cần nói riêng, nhưng mà tại vì cái giọng nói của sư phụ nó mất hẳn đi, thì buổi trưa đó có ông Dr. Santiago, ông đích thân đến nhà sư phụ coi bệnh cho sư phụ một chút, không cho thuốc uống. Bây giờ cái giọng nó mới có nghe được. Chứ nếu không, sư phụ đã đến thăm quý vị cả ngày hôm nay rồi. Sợ rằng buổi tối có cuộc thuyết pháp như thế này, mà nếu cả ngày ra ráng nói chuyện nữa, thì sợ tối nói không ra. Rồi trong cái lúc mà gặp tất cả mọi người quan trọng, mà không có nói được thì không tốt, nên sư phụ phải nhẫn nại mà ở nhà một mình, mà trong khi rất nóng lòng đi thăm quý vị từng người hoặc là từng nhà như vậy, nhiều khi cái thân thể nó không được như ý. Thì ở trên cái cõi đất này có rất nhiều sự không được như ý, chứ không phải chỉ có một điều mà thôi. Tại sao có những điều không được như ý xảy ra? Nếu quý vị suy nghĩ kỹ thì quý vị sẽ hiểu. Bởi vì để cho mình thức tỉnh, để cho mình nhớ rằng cái thế giới này không phải là nhà của mình. Cái trình độ hiểu biết mà chúng ta chìm đắm say mê ở trong đó mỗi ngày đó, không phải là cái trình độ chân thật của chúng ta. Tất cả những sự hiểu biết gì mà chúng ta nhận được từ học vấn, hoặc là từ tìm tòi, hoặc là từ phong tục tập quán mà đến, không phải là sự hiểu biết tối thượng. Không phải là một sự hiểu biết tuyệt đối chân chính. Quý vị nghĩ coi, tại sao sư phụ nói như vậy? Bởi vì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi ngài chưa có đi xuất gia đó, thì ngài là một vị hoàng tử và tương lai sẽ làm quốc vương thống trị thiên hạ. Tại sao ngài lại nói rằng cái đó không có đáng gì? Tại sao ngài lại từ bỏ? Trên thế gian này đâu còn gì có cái địa vị cao quý hơn là một vị quốc vương, có phải vậy không thưa quý vị? Nhưng mà ngài từ bỏ tất cả những cái sự sung sướng sang trọng quý phái đó. Tại sao một vị quốc vương trong tương lai, họ nói thôi nói nhiều, một vị hoàng tử lại từ bỏ tất cả những sự xa xỉ đó để mà đi làm một vị khất sĩ mà thôi? Tuy rằng sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, bao nhiêu người cung kính tôn trọng ngài, gọi ngài là Phật sống, gọi ngài là Thế Tôn, gọi ngài là Vô Thượng Sĩ. Vô Thượng Sĩ, Vô Thượng Sư thì cũng đại khái như vậy thôi nha. Nhưng mà đối với những con mắt của những người tầm thường khác, thì Đức Phật lúc đó cũng chỉ là một vị khất sĩ mà thôi, như bao nhiêu những vị khất sĩ khác trên đất Ấn Độ.
Nhưng mà tại sao Ngài chấp nhận cuộc đời cam khổ ấy sau khi Ngài đã thành Phật rồi? Thí dụ như trước khi Ngài thành Phật thì Ngài chưa có biết cái địa vị cao quý của Ngài. Ngài chưa có thể làm gì để cho người ta tôn kính Ngài. Thì có thể nói rằng Ngài phải ráng chấp nhận cái cuộc đời khất sĩ của Ngài. Chứ khi mà Ngài chưa thành Phật đó, thì Ngài có thể nói rằng, mình có thể nói rằng Ngài bởi vì không có cái sự chọn lựa. Cho nên Ngài phải tạm chấp nhận cuộc đời khất sĩ. Nhưng mà sau khi Ngài đã thành Phật rồi, đã có đầy đủ cái sự sáng suốt, có một cái địa vị tối cao trong xã hội, có thể nói là tối cao trong vũ trụ đó. Ngài đã biết như vậy và bao nhiêu người học trò của Ngài cũng biết. Nhưng tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn chấp nhận cuộc sống của một người khất sĩ? Quý vị có ai biết không? Biết giờ đây lên nói coi. Thưởng cho 100 đô la. Không biết thôi ta lấy lại. Tự thưởng lấy. Thôi ha. Sợ quý vị sợ sư phụ nghèo thành ra không dám. Không muốn nói hả? Sợ nghèo mất 100 đô la uổng. Thôi được. Hãy sư phụ giữ lại. Cảm ơn lòng tốt của quý vị. Thì như thế này, bởi vì cái cuộc sống này nó là điên đảo. Cái tốt mình nghĩ nó là xấu. Cái xấu mình nhận nó ra là tốt. Làm vua đâu có phải là chuyện tốt nhất thế gian. Làm khất sĩ không phải là một chuyện tệ nhất thế gian. Bây giờ sư phụ phân tích ra chút chút cho quý vị nhận xét để coi có đúng hay không. Bây giờ nói chuyện làm vua, nói cái chuyện cuộc đời của Đức Thích Ca Mâu Ni khi Ngài sinh ra cho tới bây giờ, cho tới khi lớn lên để xuất gia. Mình đừng có nói chi cái chuyện Ngài từ trên cung trời đau lợi ra rơi xuống, cái này mình khó có chứng minh được. Mình nói cái chuyện hợp lý ở trần gian mà mình có thể dùng đầu óc của mình phân tích và tìm hiểu được mà thôi nhé. Thì một người sinh ra trong hoàng tộc, lớn lên trong cung vàng địa ngọc, sống một cuộc đời xa hoa lộng lẫy từ lúc sơ sinh cho đến lúc trưởng thành thì chưa có làm gì cho ích lợi cho ai cả. Cuộc đời của Đức Phật từ lúc sinh ra cho đến khi Ngài đi xuất gia, đối với con mắt trần gian của mình, đối với con mắt trần gian thôi nha, Ngài chưa làm gì ích lợi cho những người nào cả. Ngài chỉ bị cưng chiều nuôi nấng trong một sự thương yêu cực độ của phụ vương và tất cả triều thần văn võ bá quan cũng như cung phi mỹ nữ trong triều đình. Thì chẳng những Ngài chưa làm ích lợi gì cả, mà Ngài còn làm cái bằng coi như tốn kém rất nhiều tài nguyên của quốc gia. Ví dụ như mùa đông thì có cung điện mùa đông, mùa hè có cung điện mùa hè, mùa thu có cung điện mùa thu, rồi trăm ngàn cung phi mỹ nữ lúc nào cũng sẵn sàng để mà múa hát làm vui cho vị hoàng tử độc nhất, cưng chiều nhất của Đức vua Tịnh Phạn. Thì quý vị thấy như vậy có tốt không? Tốt cho Ngài không? Cái này không phải là sự chọn lựa của Ngài nha. Mình không thể nói Đức Phật là một người ham chơi ham bỏng vãi. Cái này là Ngài bị cưỡng bách đó nha. Ngài không phải đòi hỏi nha. Không phải nói sư phụ nói vậy. Không phải sư phụ nói không phải sư phụ phê bình Đức Phật. Ý sư phụ nói rằng một người bị nhốt trong lồng son như vậy, rồi bị đủ thứ tục lệ hay là cái gì nghi lễ ràng buộc, rồi bị cưỡng bách phải hưởng thụ cái đời sống sung sướng như vậy, đối với vị đó không có làm được gì ích lợi cho quốc gia dân tộc, quý vị nghĩ rằng như vậy có tốt cho người đó hay không? Tốt không? Tốt hay không tốt? Không. Ok, vậy là cũng giỏi đó, cũng có đầu óc khai ngộ. Mình phải, Đức Phật nói rằng á, các con không nên tin bất cứ nào cả, không tin bất cứ ai, dù là những lời ta nói, tức là những lời Đức Phật nói đó, dù là những lời Đức Phật nói, mình cũng phải cứu xét đàng hoàng mình mới tin, phải không? Thì ý sư phụ muốn
chỉ dẫn cho quý vị cái cách mà cứu xét những vấn đề cho nó hợp lý trước khi mình tin hoặc là trước khi mình không tin. Chứ còn nhắm mắt tin đại cái bằng tin mù. Tin Phật mà không hiểu Phật là gì? Phỉ báng Phật. Cho nên sư phụ, trước khi muốn quý vị tin một điều gì, dẫn dạy cho quý vị cặn kẽ, rồi quý vị tự chọn lựa. Chứ không phải sư phụ bắt buộc. Chính là sư phụ không bắt buộc. Cho nên quý vị biết rằng muốn làm đệ tử của sư phụ khó khăn vô cùng á. Phan Chê Trường à, phải trì ngũ giới à, phải ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ à. Trứng không được ăn, chút rượu cũng không được uống, rất là nghiêm nhặt như vậy. Nếu sư phụ thật tình muốn câu đồ đệ thì ta cho thả cửa, muốn làm gì đó làm, miễn là làm đệ tử sư phụ có cái danh là được rồi, thấy không? Đâu phải như vậy. Như tuy nhiên như vậy vẫn còn rất nhiều người hiểu lầm, sư phụ nghĩ rằng sư phụ muốn nổi danh, muốn câu đồ đệ. Nếu sư phụ muốn vậy dễ lắm. Rồi đi làm đệ tử sư phụ xong còn có bao nhiêu khảo sát ở bên trong cuộc đời tu hành của mình cho đến lúc mình thành quả nữa. Nhiều khi nó rớt đợt đầu, rớt đợt thứ nhì, rớt đợt thứ ba, hoặc là rớt luôn cũng có. Thành ra đâu phải sư phụ ham nhiều đệ tử. Quý vị chưa biết, Thành mới nghĩ như vậy. Có những người chứ không phải nói quý vị nha. Có những người chưa biết. Thì bây giờ đó là cái sư phụ nói đại khái là cuộc đời của Đức Phật như vậy. Đối với những con mắt phàm phu tầm thường á, thì mình nghĩ rằng nó tốt quá đi. Làm hoàng tử là sướng nhất. Rồi mai mốt làm vua, còn quyền uy tối thượng nữa. Sanh sát trong tay, không ai dám phân bì với một vị vua cả. Nhưng mà đối với một người có con mắt trí huệ, có một sự khai ngộ, có một cái trình độ tu hành một chút á, thì những sự xa xỉ này, những cái hư danh này, nó chỉ là thuốc độc mà thôi. Cho nên vì lãnh ngộ được cái sự điên đảo của cuộc đời, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật biết rằng những gì mà chúng sanh thương mến, ưu ái, chấp nhất, bao bọc, bảo vệ, ham muốn, những điều đó không phải là những điều tốt nhất đối với một con người. Ngài khám phá rằng cái giá trị tu hành, cái sự khai ngộ, giá trị tinh thần, nó có 10.000.000 lần. Có thể nói là 1.000.000.000 lần tốt hơn là những cái giá trị vật chất trong cõi đời này. Vì lẽ đó, Ngài mới quyết định xuất gia. Tại sao Ngài quyết định xuất gia? Thì có ngày nào đó Ngài đi ra ngoài thành, Ngài thấy những cái cảnh sinh lão bệnh tử, Ngài mới giật mình, nghĩ rằng dù là một vị hoàng tử đi nữa, là một vị quốc vương đi chăng nữa, thì một ngày nào đó, hoặc là trong suốt cuộc đời mình, cũng có những cảnh sinh lão bệnh rồi tử. Cho nên Ngài muốn tìm một cái gì vĩnh viễn trường tồn để mà giải thoát cho chính mình và giải thoát cho những người khác. Thì trước khi Ngài quyết định xuất gia, Ngài có gặp một vị đạo sĩ đang đi ngang ở ngoài đường, thì thấy dáng dấp phong độ vô cùng tao nhã. Mặc dù là ngài đạo sĩ đó mặc những bộ y phục không có sang trọng, không có đính vàng nạm ngọc như một bộ quần áo của ngài đang mặc, như là quần áo của hoàng tử. Nhưng mà ngài thấy trong cái sự thanh bần của vị đạo sĩ đó hàm chứa bao nhiêu sự cao quý, bao nhiêu sự thanh thoát, bao nhiêu sự trí huệ vô hình và một lực lượng yêu thương mãnh liệt phát ra từ con người đạo sĩ đó. Cho nên Ngài mới lân la hỏi cái Ngài đạo sĩ đó rằng làm sao mà Ngài được thanh thoát như vậy? Thì ông đạo sĩ, tức là người tu sĩ Bà La Môn đó, vị tu sĩ đó là một vị tu sĩ Bà La Môn. Nó có ghi sẵn trong kinh đó nha, không phải sư phụ nói nha. Không có tin gì nhà đọc lại à.
Thì vị tu sĩ Bà La Môn đó mới nói cho Phật biết rằng tại vì tôi tu hành, tôi có cái sự sung sướng riêng biệt trong tâm hồn, cho nên nó xuất phát ra một cái lực lượng thanh thoát như vậy, một lực lượng ưu ái như vậy, cho nên Ngài thấy Ngài mới vui, Ngài mới thích. Thì Đức Phật có thể là có hỏi ông rằng như vậy tôi tu thì có giống ông không? Có thanh thoát được như vậy không? Có cao nhã như vậy được không? Thì ông nói được chứ. Được chứ sao không được. Tất cả mọi người đều có thể được như vậy cả. Thì sư phụ cũng nói như vậy mà thôi. Đi đâu sư phụ cũng nói rằng những gì sư phụ làm được, quý vị cũng sẽ làm được. Những gì sư phụ đạt được, quý vị cũng sẽ đạt được. Những gì mà sư phụ có thể cho được, quý vị mai mốt cũng có thể cho được. Nếu quý vị đi đúng y như con đường của sư phụ đi. Thì sau đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, lúc đó còn là hoàng tử, quyết định rằng đi theo con đường thanh thoát đó. Tại vì Ngài thấy rằng những cái vui sướng vật chất trong hoàng cung không có đủ để làm cho Ngài mãn ý. Thì Ngài là một trong những người may mắn ở trên thế gian này đã thức tỉnh được một cách nhanh chóng. Còn biết bao nhiêu người trên cõi này không có thức tỉnh được như Ngài, cho nên không thành Phật được mà thôi. Bất cứ một người nào thức tỉnh như Ngài cũng có thể tìm đường tu hành thành Phật được. Thì bây giờ làm một vị khất sĩ như vị đạo sĩ đó. Tại sao nó nói là khất sĩ? Tại vì những người tu sĩ ở bên Ấn Độ đó cho đến bây giờ vẫn còn đi du phương khất thực. Để chi? Không phải tại đói mà đi xin ăn, nhưng mà tại vì đi dùng cái phương pháp đó để mà bố thí pháp cho những người bố thí vật dụng đó. Tức là dùng một cái lý do để mà gần gũi chúng sanh. Tại vì cái lúc xưa đó, cái sự truyền thông và những sự giao thông nó vô cùng khó khăn. Hồi xưa chưa ai biết đến, thì sư phụ có một lần đi thăm viếng Bồ Đề Đạo Tràng, tức là cái chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo đó. Thì lúc đó sư phụ không có tiền, thì chỉ còn một món tiền cuối cùng để đủ trả tiền vé mà từ đó về Bồ Đề Đạo Tràng, rồi từ đạo tràng trở về phi trường mà đi trở về chỗ của mình thôi. Thì sư phụ phải đi xe lửa mà hạng kêu bằng hạng năm mới không. Thì xe lửa hàng năm á, thì khỏi nói rồi. Họ không cần biết mình là người tu hành hay là không tu hành. Lúc sư phụ chưa nổi tiếng thì đi học với rất nhiều môn phái. Phật giáo cũng có, mà những tôn giáo bạn cũng có. Để chi? Để sư phụ hiểu rõ ràng, minh bạch những điều mình muốn nghiên cứu trước khi mình tin hay là không tin. Rồi sau đó mình tin rồi, mình còn phải có bổn phận chỉ dạy cho những người khác để họ biết rõ ràng minh bạch nữa. Nhưng mà cái sự nghiên cứu của sư phụ nó rộng mênh mông, không thể nào trong một buổi giảng kinh hoặc là trong 10 buổi giảng kinh nói cho hết được những điều hiểu biết của sư phụ. Đó là nói về hiểu biết trong thế gian mà thôi đó, dùng kinh điển lý luận mà hiểu biết thôi đó, chưa nói đến những sự hiểu biết vô hình, chưa nói đến những sự hiểu biết của Phật tánh bên trong, mà cái đó sư phụ dùng ngôn ngữ không thể nào diễn tả được. Cho nên không thể tránh khỏi những sự hiểu lầm, vì ngôn ngữ phàm phu nó có giới hạn. Thời gian và không gian ở cái cõi của chúng ta nó có hạn, nó không giống như thời gian và không gian ở cõi Phật, hoặc là đừng nói gì, nó cõi thiên đàng, cõi tiên thôi, tức là chưa đến cõi Phật cao nhất đó. Thì có những cõi Phật nhỏ khác, hoặc là mình kêu thiên đàng. Những nơi đó thời gian, không gian và những sự hiểu biết nó vô cùng khác biệt với cái cõi đất của chúng ta. Trong khi chúng ta ở sống ở cõi đất này cũng có thể
gia nhập cái thời gian và không gian của những cái xứ đó và gia nhập cái sự hiểu biết, tư tưởng và quyền lực của những xứ đó, chứ không phải không có thể được. Thì khi mình tu hành á thì nó có được những cái lợi ích như vậy, tức là mình có thể ngao du trong vũ trụ, mình có thể lên thiên đàng xuống địa ngục, mình có thể trăm ngàn ức hóa thân để mà làm những việc lợi ích cho tha nhân. Thì lúc đó người ta xưng rằng mình thành Bồ Tát, hoặc là mình thành Thánh, hoặc là mình thành Tiên, hoặc là cao nhất mình thành Phật, hoặc là mình thành như cái quả vị của Đức Chúa Giêsu vậy. Tức là ta và phụ thân của ta đồng nhất thể. Khi Đức Chúa thành đạo rồi, Đức Chúa nói như vậy. Hay Lão Tử thành đạo cũng có nói rằng vạn vật đồng nhất thể. Khi Đức Phật thành Phật rồi, Ngài cũng có tuyên bố rằng ta và chúng sanh đều bình đẳng như nhau, không khác. Thế rằng Ngài rất là ngạc nhiên, hỏi tự hỏi rằng tại sao họ lại không biết cái Phật tánh của họ. Vì ta và tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Ngài thì biết như vậy, nhưng mà chúng sanh không biết. Cho nên Ngài cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó Ngài mới đi giảng dạy 49 năm, hy vọng rằng những người gặp Ngài, nghe Ngài sẽ tỏ ngộ lý màu của vũ trụ và sẽ hiểu được như Ngài rằng mình là một chúng sanh vô cùng cao quý. Mình có Phật bên trong, mình có Thiên Chúa ngự ở trong tâm hồn. Nhưng mà tuy rằng Đức Phật còn tại thế, có danh vọng như vậy, có tài siêu quần bạc chúng như vậy, nhưng mà cũng có rất nhiều người không biết, không nghe, không hiểu, không tin Đức Phật. Cho nên cái lúc Ngài còn sống đó, đâu phải tất cả mọi người trên nước Ấn Độ đều sùng bái Ngài đâu. Và quý vị cũng đọc lịch sử Phật giáo, cũng có biết rằng có người mưu toan ám hại Ngài, có người phỉ báng Ngài, có người hãm hại đồ đệ của Ngài. Tất cả đều là do vô minh mà ra cả. Cho nên trong 12 nhân duyên, Đức Phật liệt kê vô minh là đứng hàng đầu trong những cái chướng ngại duy nhất, những chướng ngại mà nặng nhất của con người. Khi mình đã khai ngộ rồi thì cái gì mình cũng thông suốt cả. Không khai ngộ nói chi cũng khó hiểu. Những người mà sư phụ nói ra mà hiểu được đó là họ đã có khai ngộ rồi. Khai ngộ chút đỉnh hoặc là khai ngộ đời trước. Những người mà không hiểu được đó là kiếp trước còn chưa tu cho đến mức cao đẳng vậy thôi, chứ không có phải là tội lỗi chi cho vô minh. Thì bây giờ nói là cái vấn đề của một vị khất sĩ. Đối với con mắt phàm phu thì một người đi xin ăn là một người không có giá trị trong xã hội. Nhưng mà Đức Phật hoặc là những vị tu hành khất sĩ không phải là những người kêu bằng ăn xin, nhưng mà họ trao đổi mà thôi. Quý vị nghĩ lại đi, có phải không? Thí dụ những người bố thí cho những vị tu sĩ đó một bát cơm hoặc là một chút đỉnh đồ ăn gì đó, rồi cái vị tu sĩ đó hoặc là Đức Phật sẽ giảng giải lại cho họ bao nhiêu điều tốt lành, bao nhiêu sự màu nhiệm, có thể gọi là để cho họ khai ngộ, để cho họ biết đạo đức, để cho cái giá trị làm người của họ càng tăng trưởng thêm. Thì đó chỉ là một sự trao đổi chứ, có phải không? Thí dụ bây giờ một ông giáo sư trong trường đại học, bao nhiêu người tôn kính hả? Tại sao? Tại ông có biện tài, ông có học vấn, ông đem cái sự hiểu biết của ông ra giảng dạy cho học trò. Cái sự hiểu biết của ông ấy đâu phải là một sự vật chất đâu, phải không? Chỉ là dùng đầu óc để mà hiểu thôi. Không nắm, không lôi được, không ăn được. Nhưng mà tại sao mình lại phải trả tiền cho ông một cách rất là mắc như vậy? Tại vì cái giá trị tinh thần nó cũng là giá trị, đâu phải giá trị vật chất mới là quan trọng, phải không?
nhiều khi cái giá trị tinh thần nó còn cao quý hơn cái giá trị vật chất nữa. Cho nên không thể nói những vị khất sĩ hoặc là Đức Phật là một người ăn bám được. Hiểu chưa? Nhưng mà mặc dầu như vậy, đối với những con mắt phàm phu cũng không phải là cao quý lắm. Đức Phật có thể làm hơn thế nữa. Đức Phật có thể mở một cái trường dạy Phật giáo. Rồi Đức Phật làm hiệu trưởng đi. Thì tại vì Đức Phật là một vị hoàng tử, muốn tiền bao nhiêu dễ dàng lắm. Nhất là con cưng của vua Tịnh Phạn. Mà vua Tịnh Phạn sau khi biết Đức Phật thành Phật rồi, tin liền, không có hỏi gì cả. Cả nhà tin hết, bao qua cái người mẹ nuôi của Đức Phật cũng theo Phật để xuất gia luôn. Rồi sau này vợ của Đức Phật là công chúa Yayudhara, con của Đức Phật là La Hầu La cũng đi theo tu luôn. Tức là không phải bụt nhà không thiên, bụt nhà thiên lắm lắm. Thì như vậy Đức Phật muốn bao nhiêu tiền không được, Đức Phật muốn xây bao nhiêu tịnh xá đâu có chuyện, đâu phải chuyện khó khăn. Đức Phật muốn thâu nhận bao nhiêu quan quyền cũng không có phải là điều không làm được. Nhưng mà Đức Phật vẫn giữ nguyên cái đời sống của một người khất sĩ để làm chi? Để Ngài có dịp gần gũi thêm những người khốn nạn, những người cùng khổ trong nhân gian. Thí dụ Ngài làm một cái trường học, Ngài ngồi đó cả ngày làm những việc hành chánh, đợi những người học trò đến để dạy. Thì chỉ có những người có tiền, những người có phương tiện, những người ở gần chỗ trường của Đức Phật mới có được thấm nhuần giáo lý của Ngài thôi, phải không? Thì đối với cái phương tiện di chuyển của nước Ấn Độ hồi xưa và đối với phương tiện truyền thông hồi bây giờ thì không thể nào làm cho tất cả những người nghèo khổ, những người không có phương tiện biết đến cái giáo lý của Ngài bằng cách lập một cái trường rồi ngồi đó đợi học trò đến. Thưa phải không? Không phải Bởi vì cái lòng thương của Đức Phật rộng lớn bao la như vậy, cho nên Ngài không tự gian khổ. 49 năm lặn lội trong nhân gian, đi hết nhà này tới nhà kia, giàu sang Ngài cũng đến, bần cùng Ngài cũng không từ, để mà dùng cái phương tiện hạn hẹp đó mà độ cho tất cả những người nào Ngài có thể với tới được, có thể liên lạc được. Bây giờ cái sự mà chuyên chở và liên lạc của Ấn Độ thì nó phương tiện hơn hồi xưa nhiều. Ví dụ sư phụ hồi nãy nói, khi mà sư phụ đi Bồ Đề Đạo Tràng, cái lúc đó thật là bị khảo nghiệm vô cùng. Sư phụ lúc đó bị bệnh, bệnh đi không nổi nữa, bước đi như con rùa, thật thành điên rồi đi vậy. Hầu như bước bước đi một bước có cái gì nó đẩy lại hai bước như vậy. Nhưng mà sư phụ nhất định muốn đi thăm cho được cái nơi Đức Phật thành đạo, bởi vì cây có cội nước có nguồn. Sư phụ từ nhỏ thấm nhuần giáo lý của Phật giáo, mình cảm ơn cái vị khai sáng thức tỉnh nhà trí huệ cho mình. Bữa đó sư phụ đi không nổi, ăn uống không có ăn uống được đó. Sư phụ qua đó một năm mấy rồi cuối cùng đi tới thăm chỗ đó mới bị chút xíu thôi, nhưng mà nó mệt. Nhất là cái chỗ đó nó nóng. Lúc sư phụ đi thăm tức là tháng 4, cái lúc Phật đản á, sư phụ đi thăm một tháng 4, tháng 5 chứ. Lúc đó là cái Ấn Độ nóng nhất, chính người Ấn Độ còn sợ không dám ra ngoài đó. Mà sư phụ đi ra ngoài thì nó đi nó muốn xỉu, đi một bước không nổi đó. Quý vị có khi nào gặp trường hợp đó chưa? Chắc chưa, sư phụ chưa bao giờ gặp đó. Tức là đi coi như mình xách theo một cái hòn núi Thái Sơn vậy đó. Hoặc là trước đó nó có 1000 cái ngọn cuồng phong mà nó thổi trước mặt mình, nó làm cho mình không bước được như vậy. Sư phụ bước mà không thể nào bước được, như bước lê đó, đi tới đạo trường mà coi. Tại sao? Tại trước đó sư phụ đã đi cái xe lửa mà hàng năm đó, rồi bao nhiêu người đè đó, hoặc là họ đèn ép mình đó, biết không?
dùng như trong gốc á, thở không nổi nữa. Sư phụ lẽ là có một cái ghế ngồi, sư phụ cái lúc đi vô thì chưa có cái đầy đồng đầy người á, sư phụ ngồi xuống, lát nó vô nó đầy người, nó xách cổ sư phụ bắt đứng lên trong gốc á, rồi ngồi xuống tịnh mơ, không xin lỗi gì hết cả. Mà sư phụ đi cái hạng năm, nhưng mà kỳ, sư phụ đứng ngồi bị gì đạp tới đạp lui, đèn tới đèn lui, sư phụ không có khiêu nại gì. Cái lát có một cái ông kia tự nhiên đâu cũng chạy vô, ông chắp tay ông bái sư phụ, ông mời sư phụ ngồi cái chỗ của ông. À thì thôi cũng khỏe, nhưng mà trong cái toa đó, nó chật chội vô cùng. Rồi sư phụ vì đó đó đi đến một cái chùa kia để nằm luôn, bị sốt á gần 40 độ gì đó. Trong chùa đó có một vị lạc ma, ông rất là tử tế, lấy mùng ông dâng cho sư phụ, chứ sư phụ lúc đó không có động đậy gì được nữa hết, xỉu luôn đó luôn. May mà tới ngay cái chùa mới xỉu chứ không thôi xỉu ngoài đường mệt lắm á. Thì vị lạc ma chăm sóc cho sư phụ đủ điều. Thành ra nếu mà một đức Phật ngày xưa hoặc là một đức Phật bây giờ thành Phật trong xứ Ấn Độ đi nữa thì cũng phải đi từ nơi này đến nơi kia để mà cho chúng sanh cái cơ hội họ gần gũi, họ nhìn mặt một chút cũng được nữa, chứ không cần chi phải nói tinh vị đó. Nhìn thấy một đức Phật là đã có gieo duyên rất nhiều, có vô cùng phước báo. Cho nên quý vị đọc kinh có thấy rằng nhiều khi trong kinh có nói rằng mỗi lần đức Phật giảng thuyết pháp xong đó thì có bao nhiêu ngàn người á, bao nhiêu trăm người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, bao nhiêu người được công tự viên mãn, bao nhiêu người được pháp hỷ đó, pháp hỷ tràn đầy đó. Thì đó là vì sự hiện diện của một vị Phật sống. Cho nên trong kinh Phổ Môn cũng có nói rằng nghe tên cùng thấy thân, nghe tên không thôi cũng đủ có phước báo rồi, thấy thân không thôi cũng đủ có phước báo rồi. Phẩm thứ 13 trong kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát có nói rằng ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát có phát nguyện rằng bất cứ người nào thấy cái thân của ngài hoặc là nghe cái tên của ngài thôi cũng được vô cùng lợi ích, cũng được phước báo. Cho nên vì lẽ đó những đức Phật hoặc là Bồ Tát thường ngao du bốn bể để mà cho chúng sanh một cái cơ hội thuận tiện để được nghe tên, để được thấy thân, để được nhìn tận mặt. Thì khi lúc lâm chung á, nếu họ có chút niềm tin tưởng thì vị Bồ Tát đó hoặc là Phật đó sẽ hóa thân, hiện thân đến trong hào quang rực rỡ để mà rước cái linh hồn người đó về cõi an vui. Chứ còn nếu một vị Phật mà đi tất cả các nơi hoằng pháp mà mọi người đều tin cậy hết thì cái đó nó quá dễ. Nó chỉ có trên sư Phật mới có vậy thôi. Sư Phật là những chúng sanh ở trên đó họ có trí huệ cao đẳng, họ tu hành gì đã tới mức độ cao siêu rồi, cho nên Đức Phật nói họ hiểu liền, họ tin liền. Còn ở dưới cái thế giới ta bà của mình á, buồn vui lẫn lộn, sướng khổ trộn chung. Cho nên nhiều khi Đức Phật có tại thế đi nữa nói cũng khó hiểu, tại vì bị rất nhiều cái màn ngăn che vật chất ở trên thế giới này làm cho mình hiểu lầm cái ý của Phật, làm cho mình nghe bên này nó mất bên kia, nghe một đàn mà hiểu một nẻo. Tuy nhiên nếu mình thấy được một vị Phật tại thế hoặc là một vị Bồ Tát thì cái công đức của mình nó cũng sẽ tăng trưởng, vì nhờ cái lực lượng vô hình của vị Phật đó nó truyền vào trong cái Phật tánh vô hình của mình, nâng đỡ lẫn nhau, tự nhiên nó cũng có lợi ích. Thí dụ như bây giờ ở cái cõi đời này á, mình làm việc gì mình cũng phải học theo người khác, phải không? Đại khái nữa, đại đa số công việc mình muốn học đều phải học theo những người khác. Mình đứng một bên mình coi đó làm sao. Thí dụ chả giò cũng vậy thôi. Thí dụ quý vị gói chả giò mà không quen á thì nó không khéo, nó không tròn. À, một lát mình chiên vô nó nổ cái bùng, nhiều khi văng vô trong tay trong mặt nữa.
nó không có tròn, nó không có lan, phải không? À, còn cái người mà người ta gói khéo, người ta làm lâu rồi nó quen á, nó gói đẹp gọn ghẽ, chiên ăn nó ngọt. Thì đại khái nó như vậy. Những người tu hành cũng như vậy. Cái đó là vấn đề vật chất, vấn đề phải trên cái thế giới tầm thường này mới dùng mắt thấy tai nghe, mắt thấy tai nghe hoặc là sờ mó mới hiểu được. Còn cái thành Phật hoặc là tu hành là một sự vô hình, cho nên phải dùng cái lực lượng vô hình mà truyền bá nó mới được. Những gì mà các vị Phật Bồ Tát nói ra để cho mình giải tỏa những cái thắc mắc ở trong cái đầu óc phàm phu của mình, vì mình đã từng nhét những cái tư tưởng đó vô, hay những cái thành kiến đó vô, thì bây giờ những vị Phật Bồ Tát phải nói cho mình hiểu, đặng những cái thành kiến của mình nó giải tỏa đi thôi, chứ không phải dùng lời nói mà có thể độ người ta thành Phật được. Nhưng mà dùng lời nói giải tỏa những cái nghi ngờ của người ta ra, phá tan những làn mây u ám đi, thì nhiều khi cái Phật tánh của họ hiện rõ ra, hiểu chưa? Họ khai ngộ, họ thành Phật, hoặc là họ khai ngộ được liền, hoặc là họ hiểu được một cái điều gì đó, một điều rõ ràng. Thì không phải vì dùng lời nói mà độ họ thành Phật, nhưng mà phá tan cái sự nghi ngờ của họ mà họ tự hiểu lấy mà thôi. Cho nên khi mình gần một vị Bồ Tát hoặc là một vị Phật nào mà còn tại thế đó, thì cái trí huệ vô hình của họ sẽ ảnh hưởng tới cái sự hiểu biết vô hình của mình, cũng như mình bắt chước làm chả giò ở trong cái thế giới vật chất vậy, thì mình sẽ bắt chước cái trí huệ của Đức Phật trong cái thế giới vô hình. Khi mà mình gần gũi cái trí huệ vô hình đó từ phát ra từ một người đã thành đạo, cho nên vì lẽ đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, dầu là một vị hoàng tử, dầu là quyền uy tối thượng trong cái nước đó, dầu là uy tín lan rộng bốn bể như vậy, Ngài vẫn là một vị khất sĩ để dùng cái phương tiện đó độ cho những người nghèo khổ, những người duyên mỏng, phước cạn và không có thể nghe cái tin liền, không có thể chạy đến tìm tòi nơi Đức Phật ở để mà cầu đạo. Cho nên Phật phải đi đến đó, dùng cái lực lượng vô hình, cái quyền lực vô biên của Đức Phật để mà cho ảnh hưởng cái trí huệ vô hình, cái Phật tính của cái người mà đối diện. Cho nên gặp Phật nó có phước báo là như vậy, chứ không có gì là mê tín dị đoan cả. Cái điều nó rất là hợp lý thôi. Thì cái điều hữu hình thì mình dùng hữu hình mình dạy, vô hình thì phải dùng vô hình mà dạy. Cái Phật tánh của mình vô cùng sáng suốt, không cần ngôn ngữ cũng có thể hiểu được, không cần tai mắt miệng lưỡi cũng có thể thấy được tất cả càn khôn vũ trụ. Cho nên mới nói rằng Đức Phật cái gì cũng biết, cái gì cũng thông, bởi vì Ngài đã khai Phật nhãn. Phật nhãn thì không phải có con mắt ở trong mình đâu, nhưng mà cái trí huệ vô cùng sáng suốt đó, cái đó nó không cần tay, cần chân, cần mắt, cần mũi, cần miệng. Thí dụ bây giờ quý vị nghe nói rằng có một cái thế giới kêu bằng thế giới tịnh độ, hoặc là thế giới của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly đi. Những cái thế giới đó không cần ngôn ngữ mà giảng được, không cần phải nói ra mà hiểu nhau. Đất thì toàn bằng vàng, đường đi có dây ngọc ngà, cung điện toàn bằng ngọc ngà châu báu làm ra, lơ lửng trên tầng không như vậy. Chứ mình nghĩ nó hơi khó vô lý quá. Ở dưới đây mình xây nhà mình phải xây dưới đất có móng rồi nó mới vững vàng. Còn ở trên kia cung điện mà lơ lửng ở trên không thì nó đổ rớt xuống làm sao? Nhưng không có gì vô lý cả. Mỗi cái thế giới nó có một cái trọng lực riêng ha. Nó có một cái sức hút riêng. Thì bây giờ đại khái sư phụ nói thôi, quý vị đừng nên hoài nghi những cái lời của Đức Phật nói. Tại vì Ngài nói, Ngài biết, Ngài mới nói. Sư phụ nói rằng những đệ tử của sư phụ, nhiều người cũng đã đi thăm viếng xứ Phật A-di-đà hoặc là Đức Phật Lưu Ly rồi. Nó chứng tỏ rằng tất cả những gì Phật nói trong kinh đều có hết á. Không phải không có đâu. Hoặc là tất cả những gì nói trong thánh kinh á, cũng đều có hết. Vì những cái sự chứng nghiệm bản thân, cho nên những người tu phép quan âm của sư phụ mới biết rằng thật là vạn vật đồng nhất thể, thật là tôn giáo nào cũng
vốn là đều nói một một thứ mà thôi, đều chỉ một chuyện mà thôi, nhưng mà sau này những người phàm phu sinh ra đủ thứ tông phái, đủ thứ hiểu lầm. Chứ thật ra tôn giáo mà chính chân chính là toàn sáng lập ra bởi những vị minh sư hoặc là những vị kêu bằng Phật và Bồ Tát cả. Nhưng mà có nhiều nước họ nói tiếng khác nhau, họ dùng danh từ khác nhau thôi. Ví dụ Việt Nam thì mình kêu minh sư à, là Tàu thì nó kêu là cái là miễn xưa rồi Ấn Độ thì nó kêu guru hoặc là Buddha. À, tiếng Việt mình dịch nó kêu là Phật đó, Phật Đà là cho chữ Buddha mà ra. À, nếu mình không hiểu hai cái tiếng đó, mình nghĩ rằng Buddha là khác, còn Phật Đà là khác nữa. À, còn cái tiếng mà Chúa đó là cái tiếng của người Do Thái để chỉ một người đã thành Phật. Còn cái tiếng Buddha là tiếng của người Ấn Độ để người, chỉ một người đã thành Chúa. Rồi trong cái dịch đó, nó sinh tùm lum như vậy thôi, không có gì. Thì bây giờ khi mà mình tu hành rồi, mình mới càng tin tưởng những lời của Phật và của Chúa nói. Để mình chứng minh tự bản thân mình biết. Thì bây giờ tại sao những cái nước Phật đó khác hơn cái nước mình nè? Thì bây giờ sư phụ nói cho quý vị hay. Mặc dù quý vị chưa lên được cảnh giới A-di-đà, mặc dù quý vị chưa lên cõi Phật, dược sư, nhưng mà quý vị khỏi cần nghi ngờ điều là điều đó là cái thế giới đó nó khác hơn thế giới mình. Nhà cửa có thể lơ lửng trên không được. Bởi vì sao? Quý vị nhớ rằng cách đây bao nhiêu mấy năm đó, phi thuyền không gian của Mỹ hoặc Nga nó đáp lên mặt trăng đó, thấy không? Rồi ở trên đó nó đi đứng làm sao á, biết không? Nó bay á. À, bởi vì cái sức hút của mặt trăng nó không giống như cái sức hút của trái đất. Ở trái đất mình nó có cái sức hút của trái đất, cho nên tất cả mọi người đều bị hút dính ở trên mặt đất cả. Họ cũng có bay lơ lửng trên kia. À, còn những cái quả địa cầu của hành tinh khác, nhiều khi nó không có cái sức hút đó, hoặc là nó sức hút nó khác một chút, thì người ta bay lơ lửng theo. À, còn mấy ông mà phi hành gia mà đi ra ngoài không gian thì bay lơ lửng như đâu có rớt xuống chỗ nào đâu. Cho nên những cái nhà ở trên cung điện, ở trên cõi Phật Dược Sư hoặc là cõi Phật A-di-đà, nó lơ lửng trên không là chuyện thường. Mà những người đó bay được nhẹ nhàng. Trong kinh Phật Di-đà có nói rằng tất cả những công dân ở trên nước Phật Di-đà đó muốn đi cúng dường thập phương chư Phật đó, để hái hoa đi cúng dường thập phương chư Phật, nghĩa là tất cả cõi nước Phật đó, mà đi rồi về chưa có đúng buổi trưa nữa. Mình ở đây mình đi qua Mỹ hết cả ngày á, phải không? Mà ở trên cái xứ Phật A-di-đà ta bay đi tự tại, đi cúng dường mười phương Phật hết, đi về nhà chưa có đến buổi trưa. Nhưng ông phi hành gia thấy không? Không nên cung trăng đâu, bước đi như bay á. Bay là chứ còn mình ở đây mình đi nhiều khi mình kéo lê cái thân thể này đi nó cũng hơi mệt, thấy không? Nhất là cái lúc nào mình đói hoặc là mình bệnh á, đi không nổi. Tại cái thân thể này nó có trọng lượng và cái sức hút của trái đất nó làm cho mình chậm chạp trong cái sự di chuyển của mình. Hay thì nói thêm một cái nữa để chứng minh rằng không phải chỗ nào cũng giống chỗ nào. Ví dụ quý vị mà có biết bơi đó, đi tắm biển là biết liền. Khi mình ở trong nước biển, thân thể mình nó nổi lên dễ dàng hơn, thưa có phải không? Dễ hơn là ở trong nước ngọt, phải không? À, bây giờ quý vị muốn nổi trên không khí đâu có nổi được đâu. Thành ra mình bơi trong nước được, mà mình bơi trong không khí không được. Thì nổi trên cái cõi địa cầu mình đây mà nó đã có bao nhiêu cái sức hút khác nhau, bao nhiêu cái sự phản ứng khác nhau, thì làm sao mình có thể hoài nghi cái sự khác biệt giữa hành tinh này và hành tinh khác, giữa cái quả địa cầu của mình và những sứ Phật khác, thưa có phải không? Này, tại vì mình chưa đi cho nên mình chưa biết. Cũng như những người chưa biết bơi, ta không biết cái sự khác biệt giữa nước ngọt và nước mặn. Sư phụ bơi trong nước ngọt thấy nó nặng hơn, nó khó bơi hơn, nó chìm hơn. Còn trong nước mặn á, nó nhẹ hơn. Phải không? Có người nào biết bơi có phải vậy không? Có người nào biết bơi không? Có phải đúng vậy không? À, tại vì cái tỷ trọng nước ngọt và tỷ trọng của nước mặn nó khác nhau, coi nhiều đó thôi. Nước với nước không mà còn khác vậy đó. Còn nói chi cái trình độ trí huệ bên này, ở bên trong mà cái sự vô hình nữa, làm sao mình không chứng minh được mà mình có thể nói rằng cái đó nó không có. Mình có thể nói rằng ở cái này tôi chưa biết,
cho nên tôi chưa thể quyết định được là nó có hay là không thôi. Chứ mình không thể phỉ báng, không thể phản đối. Quý vị hiểu không? Ít ra mình cũng chưa biết làm sao mình có thể quyết định nó có hay không được. Thì cũng có nhiều người không biết cái đạo của người đó như thế nào, cái sự tu hành của người đó tới mức nào, cứ đứng ngoài nói đại. À, thì mình không nên như vậy. Nhiều khi mình hiểu lầm một lúc nào đó thì được, nhưng mà sau này mình biết ra rồi, mình phải cải lại. Đó là một người quân tử, đó, điều đó đáng phục. Chứ không phải mình, không phải người nào cũng, không phải mình lầm lỗi là không đáng phục. Chứ lầm lỗi mà biết cải, đó là một người vô cùng vĩ đại. Tại vì ít có ai dám nhận cái lỗi của mình. Thường thường mình làm lỡ rồi làm luôn á, dùng cái phương pháp gì để che đậy lại, chứ không bao giờ chịu nhận lỗi của mình. À, thành thật mà kêu bằng cái gì, thay đổi cái đường hướng, cái tư tưởng của mình, phải không? Những người nào làm lỗi mà thay đổi, những người đó rất đáng phục, rất cao thượng. Bởi vì chiến thắng 100.000 người không bằng chiến thắng chính mình. Chứ khi mình biết mình lỗi, mình nhận cái đó là điều khó khăn vô cùng. Thì ý sư phụ muốn nói rằng có rất nhiều thế giới khác nhau, cũng như trên đất nước, cũng như trên cái địa cầu của chúng ta ở, có rất nhiều nước khác nhau. Có nước văn minh, có nước lạc hậu, có nước thì tự do. Thì cũng như những người đi tu, vì họ không vừa ý với cái trình độ của thế giới ta bà, họ muốn có một cái trình độ cao hơn, một cái trí huệ tự tại hơn, một cái thành thông to lớn hơn. Thì những người đã tu mà lên được cõi Phật, thí dụ cõi Phật A-di-đà, thì họ thành thông tự tại. Họ không cần phải dùng xe hơi để họ đi, họ không cần phải ra phi trường mua vé máy bay, đợi tới đợi lui rồi phi cơ nó chết máy như, hoặc là nó hỏng như kiểu phi cơ của sư phụ bữa nay vậy. Quý vị đã thấy rồi, những người tu hành là những người muốn tìm một cái chế độ khác vậy đó. Nó dễ dàng như vậy thôi. Tại vì trên cõi địa cầu này mà có bao nhiêu cái chế độ khác nhau, bao nhiêu cái trình độ khác nhau, bao nhiêu cái sự đẳng cấp khác nhau, huống chi là trên vũ trụ, quý vị không? Nó có rất nhiều cái sự khác biệt lắm, về tinh thần, về tư tưởng, về thần thông. Những người tu hành á, là những người cái trình độ họ khác lắm. Mà mình nói chuyện với họ lâu rồi mình mới biết nó khác. Có nhiều khi mới nói một hai câu mình biết khác liền. Tại sao? Là mình đã có trí huệ rồi. Còn mà nói hoài mà không hiểu á, là biết mình chưa có. Thí dụ như giáo sư đại học nói chuyện tiểu học, mặc dù cái anh tiểu học đó là anh đứng nhất cái trong trường tiểu học đó, anh đâu có hiểu nổi anh giáo sư đại học nói gì. Hoặc là không có hiểu nổi cái anh sinh viên hạng bé ở trong trường đại học đó nói gì nữa, chứ đừng có nói giáo sư đại học. Thành ra những người tu hành á, học trò của sư phụ, thí dụ như học trò của sư phụ, họ cũng có những cái khuyết điểm của họ, bởi vì họ cũng mới tu. Hoặc là tu lâu rồi đi nữa thì cái cá tánh của con người nó không phải thay đổi, nhưng mà mình biết sử dụng cái cá tánh của mình cho đúng lúc mà thôi. Nhưng mà nhiều khi cá tánh người này khác cá tánh người kia, không tránh khỏi sự đụng chạm. Nhưng mà tuy rằng họ tu chưa có đúng mức như vậy, nhưng mà họ vẫn hơn những người không tu. Ít ra họ ăn chay trường, họ ngồi thiền, họ giữ giới, họ có những cái sự hiểu biết mà những người không tu không thể hiểu biết được. Mặc dù cái sự hiểu biết nó chưa tròn vẹn, nhưng mà vẫn hơn những người không tu. Nếu quý vị muốn mà ở hoài ở trong cái cõi ta bà này, đi tới đi lui, thử coi kiếp sau có phải làm nhân tị nạn hay không á, thì quý vị cứ tự do, muốn làm gì cũng được. Nhưng mà nếu quý vị muốn có kiếp sau nó có một đời sống thư thái hơn, dầu là làm người thôi nha, không nói làm Phật, thì ráng giữ gìn năm giới, nhất là cái giới không uống rượu. Tại sao? Uống rượu rồi thì giới gì cũng phạm được hết cả. Nhưng mà hồi xưa đó cũng có một vị tu hành á, giữ năm giới, rồi có một người kia họ ép, họ nói bây giờ trong năm giới anh phải phá một giới. Cái lúc hình như là lúc còn Đức Phật hay sao đó, trong năm giới anh phải phá một giới, nếu không tôi giết anh. Một giới thôi, còn bốn giới kia anh giữ được. Mẹ nếu anh chọn hoài thì giết người thì không được rồi. Giết người là giới thứ nhất không được. Trộm cắp không được. Tà dâm không được. Nói láo không được. Thôi,
uống rượu đi. Hại uống rượu hại tôi đâu, hại ai đâu. Dùng tiền tôi uống rượu hại thân xác tôi đâu, hại ai đâu. À, đem rượu lại cho nó uống, bao nhiêu rượu bao uống, uống đã rồi sao? Bà mẹ, rồi cái bà vợ lại cản nó, đừng uống chi dữ vậy. Uống anh nó xỉu mặt mày bầm tím hết trơn, đen thui hết trơn, mắt mở không lên rồi. À, nôn mửa rồi tùm lum nữa. Đi té tới té lui đầu, u tóc rối hết. Cái anh thấy bà vợ cản ngoài, tức quá, ông quýnh bà vợ. Hả? Quýnh bà vợ. Bà mẹ lại cản, sẵn cầm cái chai rượu bể đó, đập bà mẹ chết luôn. Nghe chưa? Rồi còn những giới kia thì gặp mấy cô gái đẹp đẹp gì đó cũng... cũng sẵn dịp là mình chiếu cố luôn. Thì còn gì đâu nào nữa mà nam giới. Thí dụ vậy đó quý vị hiểu không? À, cho nên cái... mình nếu mình muốn kiếp sau mình làm một người nó có thanh thoát hơn một chút thì nên giữ gìn nam giới. Tại sao? Những gì mình không muốn cho người khác làm mình không làm cho người ta thì sau này mình không có lãnh cái quả báo đó. Tức là mình làm phiền người ta, sau này người ta sẽ làm phiền mình. Hả? Mình đối xử tàn tệ với người ta, sau này người ta sẽ đối xử tàn tệ lại với mình. À, đó là cái sự có đi có lại không thể nào tránh khỏi. Những người tu hành vẫn bị nhân quả như thường, chứ không phải tu hành xong là hết. Yeah. Ví dụ như Đức Phật tu hành xong á, tại sao mỗi một ngày bị nhức đầu á? Ngài nói rằng ngày xưa bởi vì có đá cái con cá chết rồi đó. Đá đầu nó coi thử nó chết hay nó sống, nó nhiêu đó thôi. Bây giờ ngài vẫn bị nhức đầu. Cái nhân quả mà mình đã gieo sẵn rồi đó, mình phải lãnh lấy. Nhưng mà khi mình tu hành rồi, mình không gieo nhân quả cho tương lai, quý vị hiểu không? Thì tương lai nó không có sanh ra những cái nghiệp chướng cho mình, chứ không phải những cái nhân quả cũ mình không lành. Nhân quả có hai loại. Cái bằng nghiệp chướng, một cái bằng nhân quả đã định sẵn trong đời này, và một cái nhân quả còn tồn kho để mà tương lai sử dụng. Thì cái nhân quả trong đời này đó, nó viết sẵn ra rồi. Thì cái con đường mình đi nó có như thế nào, như thế nào, như thế nào đó, thì mình phải gánh chịu. Có người tu hành, ví dụ như tu Pháp Quán Âm với sư phụ, thì cái nhân quả đời này mình phải gánh chịu, chứ không thể, cũng không thể xóa đi được. Nhưng mà cái nhân quả tồn kho đó, để mà cho tương lai đó, mình có cách đốt đi, có cách xóa đi, thành ra không còn trở lại đời sau nữa. Thì cái quả đó kêu bằng quả A-la-hán, là tu đà hoàng, là có thể trở lại đời nữa. Thích nhất là quả tu đà hoàng. Thế khi mình gặp một cái pháp chánh pháp á, thì mình có thể cứu được mình như vậy. Còn tức là cái tại sao mà cái bằng chánh pháp làm cho mình biết được cái Phật tánh của mình, biết được ông Phật của mình, được ông Phật mình ông thức dậy, ông làm việc, ông săn sóc cho cái cuộc đời của mình. Hả? Không ai săn sóc cuộc đời mình một cách minh bạch bằng ông Phật của chính mình cả. Cái phương pháp Quán Âm là quý vị yêu cầu sư phụ nói cho quý vị nghe đó, là để cho mọi người biết được cái Phật tánh của mình, đánh thức cái ông Phật ở trong tâm của mình vậy mà kêu bằng điều hành cái đời sống cho mình, cho nên nó song suốt, nó khỏe, không phải dùng cái đầu óc phàm phu làm việc nữa. Thì sư phụ cũng có nói rằng cái pháp mà sư phụ biết đó nó vô cùng bình thản, nhưng mà nó vô cùng cao quý, nó có thể cứu người đời đời kiếp kiếp không trầm luân khổ hại, nó có thể cứu 5, 6, 7, 8, 9, 10 đời của mình được siêu thăng, nó có thể làm thế giới càng ngày càng sáng suốt. Bắt đầu từ ngày có bao nhiêu người bắt đầu tu hành cái pháp Phật đó thì cái thế giới nó biến cải rất nhiều. Nhưng mà cái điều này sư phụ lẽ ra không nên nói, tại vì mình không thể chứng minh thôi. Cái vấn đề chính trị và vấn đề cái đời sống, cái trần gian á, cái sự việc của trần gian nó vô cùng phức tạp. Nó vô cùng vô thường, rất là vô thường. Bữa nay làm tướng, mai làm tù, chuyện thường lắm. Bữa nay là phe ta, mai là phe địch, nó khổ gì. Mặc dù thí dụ như sư phụ có bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời giờ đi nữa, nhiều khi chạy cũng không kịp cái đà thay đổi của cái thế gian này. Mình chỉ còn ở nước là cầu nguyện trời Phật phù hộ cho dân tộc tị nạn Việt Nam và dân tộc Việt Nam nói chung, để cho sư phụ làm cái gì nó cũng có cái sự may mắn vậy thôi. Chứ nếu mà cái cộng nghiệp của mình lớn quá, nhiều khi Phật trời cũng đành khoanh tay. Cũng như Đức Ngài,
mẹ của ngài Mục Kiền Liên á, sa xuống địa ngục vô gián. Mục Kiền Liên là đệ tử ruột của Phật, thần thông địa nhất, xuống địa ngục thăm mẹ như đi chợ vậy cũng được nữa, mà cứu không nổi ha. Bao nhiêu người bà con nó siêu thân hết rồi, có lọt của mình bà mẹ đó thôi. Cho nên quý vị đừng nói theo Phật là không có được siêu thân. Nếu không được siêu thân thì ngày Mục Kiền Liên xuống địa ngục gặp bà con dòng họ đủ thứ, sao ai không gặp, ai gặp mình bà mẹ không vậy? Bởi vì bà nó nặng quá, phỉ báng Tam Bảo, làm thịt chó cho học trò của Phật ăn, gạt gẫm chửi bới Phật và học trò. Cho nên có một mình mẹ của ngài lọt ở dưới thôi. Nhưng mà tuy vậy Đức Phật cũng cứu được, thấy không? Nếu không có Phật không ai cứu được bà. Vô gián là gì? Là không bao giờ chấm dứt cái địa ngục đó, đời đời kiếp kiếp đó. Mà hết hành hạ tới này tới hành hạ kia, không bao giờ chấm dứt kêu vô gián. Địa ngục là địa ngục nặng nhất, vậy mà có Phật tại thế cũng cứu được như thường. Mặc dù Phật nói giỡn giỡn, còn ai ta cứu không được đâu, bà tội nặng quá đi, phải kêu hết chúng tăng lại rồi cúng dường tùm lum đó mới cứu được. Tại sao? Phật là người khiêm nhường. Thứ nhất, Phật muốn cho tất cả mọi người, nhân cái dịp đó Phật muốn dạy cho tất cả mọi người phải kính trọng Phật Pháp Tăng, chứ không phải kính trọng Phật không, hiểu không? Phật không muốn dành hết cái danh dự cho mình. Người thành Phật là họ như vậy, họ làm việc rất là khiêm tốn. Đi bưng đi bình bát, tự mình đi, tự mình đi khất thực đó. Đệ tử nhiều như vậy đó mà ngài đâu có làm cao, thấy không? Một người rất là bình thường. Cho nên nói là tâm bình thường là đạo. Còn làm càng kiêu kỳ chừng nào, kiểu cách chừng nào, đó không phải là Phật. Thấy không? Bắt người ta lạy dài, lạy tới, lạy lui, kiểu lạy mình á, làm đâu lạy cho mình, đó không phải Phật. Phật không có như vậy. Mình bán đi là cái người cái bằng đã hạ mình thấp nhất trên thế gian rồi mà muốn ai lại làm cái gì, thấy chưa? Nó lại tại cái phong tục của Ấn Độ nó lại như vậy. Bây giờ cũng vậy thôi. Bây giờ người Ấn Độ mà gặp một người nào tu hành á, hoặc là một người mặc áo cà sa đó, là họ sụp xuống họ lại liền á, chứ chưa nói chi những người thành Phật. Thì bây giờ cái pháp Phật nó là như vậy nha, pháp Phật nó là như vậy. Khi mà mình học được cái pháp của Phật á, pháp môn Quan Âm là pháp Phật nha. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói tu pháp môn Quan Âm á, thì tinh thần vật chất cái gì cũng song suốt hết. Thì khi mình học được pháp Phật là có lợi ích như vậy, thì cái pháp mà sư phụ biết á là nó như vậy đó, nó lợi ích vô cùng như vậy. Mà không phải sư phụ dám nói vọng ngữ, bởi vì không phải một mình sư phụ tu pháp này, mà bây giờ rất nhiều, toàn thế giới đều tu cả, đều có người tu, toàn thế giới đều có người tu pháp này cả. Và qua những cái kinh nghiệm của những người học trò của sư phụ biết rằng, có thể chứng minh rằng cái phép này nó vô cùng lợi ích như vậy, nó vô cùng kỳ diệu như vậy. Nhưng mà sư phụ rất là ngần ngại mà nói ra, bởi vì những cái chuyện này ít có ai mà nói ra lắm, và ít có khi nghe được lắm, nghe không quen đó, thì nó hơi trái lỗ tai. Rồi nhiều khi chỉ nghe một lần thôi, nó không có đầy đủ chi tiết, rồi sợ hiểu lầm. Thành ra ngày hôm qua hôm kia sư phụ quý vị cứ yêu cầu sư phụ nói pháp, sư phụ cũng có nói như vậy đó, bởi vì sư phụ ngần ngại nói ra. Thứ nhất, thứ hai, qua đây không có chuẩn bị hồng pháp, mà chỉ muốn thăm quý vị hiểu rõ tình hình ở đây cho nó thêm, cho nó khi mà sư phụ đi tiếp xúc với những người khác nói chuyện cho nó có vững chắc, nó có cái bằng chứng rõ rệt, hiểu chưa? Vậy thôi. Chứ sư phụ không phải đến đây để muốn bắt buộc quý vị, hoặc là cái bằng gì để cho quý vị theo sư phụ học, cũng có sư phụ biết rằng theo sư phụ rất khó. Những người ở ngoài tự do kia muốn ăn uống gì cũng được đó, mà người ta bỏ thịt còn khó thay, huống chi quý vị trong đây kinh tế eo hẹp, người ta phát gì ăn nấy, làm sao có sự chọn lựa để ăn chay được. Sư phụ không biết cái tình trạng của quý vị khó khăn. Nhưng mà thật ra sư phụ đến đây thấy cái tình trạng của quý vị còn có hy vọng hơn là sư phụ nghĩ ở trong đầu, còn tốt đẹp hơn là sư phụ đã tưởng tượng, thấy chưa? Thế rồi có người còn đi làm được, nghĩa là có thể mua đồ rồi ăn được. Chứ trước khi sư phụ đến đây, sư phụ nghĩ rằng tại tị nạn như tại Hồng Kông vậy, mà Hồng Kông có biết bao nhiêu người ăn chay theo sư phụ truyền đã mắng. Rồi có chín mười mấy người xuất gia đó,
họ xuất gia vắng mặt đó, tức là kêu học trò sư phụ cạo tóc giùm nó chứ sư phụ không có mặt á. Mười mấy người xuất gia trong trại Hồng Kông. Sư phụ tưởng rằng quý vị ở đây tình trạng nó cũng vậy. Tại vì nếu mà cái lúc truyền tâm ấn không có sư phụ ở đó đó thì không có được truyền tâm ấn liền. Ở khi mà có sư phụ ở đó thì truyền tâm ấn chỉ nghĩa là bắt buộc từ hôm nay trở đi phải ăn chay thì được. Mà có sư phụ mới được vậy. Còn không có sư phụ phải ăn chay 3 tháng, 6 tháng. Thấy chưa? Rồi sư phụ từ nước khác truyền tâm ấn qua cái nước đó bằng vô tuyến. Vô tuyến, vô hình, điện thoại. Thành ra phải sạch sẽ thêm chút. Tại đường dây nó dài mà. Đường dây nó dài điện hơi yếu. Yeah. Cũng như quý vị, cái đường cái nó gần nhà điện thì có phải điện nó mạnh hơn không? Càng kéo dài điện nó hơi yếu không? Thì có những sự vô hình nó cũng đại khái như vậy. Thành ra học trò sư phụ mặc dù nó truyền tâm ấn rồi mà cũng vẫn thích kè kè theo bên đựng dòm. Đựng dòm, đựng thấy. Nó vui hơn là cái khi sư phụ không có mặt ở đó. Mặc dù là nói là Phật tại tâm, nhưng mà họ chưa tìm được ông Phật của họ một cách đầy đủ. Họ chỉ thấy được cái chân, cái tay gì đó thôi. Thành ra họ cũng vẫn còn khát khao. Thích gặp sư phụ là như vậy. Ở gần thấy nó khác hơn là ở xa. Một mặt hơn 10 gói là như vậy. Thì cho nên sư phụ đến đây không có mục đích để mà kêu bằng kiếm học trò. Sư phụ thật tình vì nóng lòng, tình máu mủ mà đến mà thôi. Sư phụ có thể nói chuyện đạo rồi cho quý vị nghe. Quý vị có thể khai mở chút đỉnh, có được cái duyên lành á. Kiếp này không tu thì kiếp sau tu á. Mà ma mà tự sát là xuống cái thế giới vô cùng u ám, vô cùng đau khổ. Bao nhiêu oan hồn uổng tử nó tới, nó làm bạn làm bè với mình, nó đè ép, nó khủng bố mình trăm ngàn ức triệu năm như vậy, không thể giải thoát được. Cho đến khi mình quá mệt mỏi, quá đau khổ, tự nhiên bừng tỉnh lại. Hoặc là có một vị minh sư, tức là Phật sống nào đó, thương tưởng tới mình, tìm cách giúp đỡ mình mà thôi. Có cái duyên nào đó mà được. Dù sao đi nữa, sư phụ cũng ăn cơm Việt Nam mười mấy năm khôn lớn. Thì những đồng bào ở đây là những người đã trồng cây, trồng cỏ, trồng rau, trồng trái cho sư phụ ăn. Làm vải, làm bông cho sư phụ mặc. In sách, in kinh cho sư phụ đọc, dạy dỗ sư phụ để có một cái kiến thức làm người. Cho nên sư phụ nặng tình quê hương và nặng tình ân nghĩa đó, phải báo đáp quý vị, chứ không phải đến đây để muốn quý vị theo sư phụ học pháp Quan Âm. Quý vị theo được tốt, không theo được tốt, quý vị ăn chay được tốt cho quý vị. Quý vị tin ngồi thiền thì quý vị sẽ thành Phật, quý vị vui. Chứ sư phụ không có phân biệt người nào theo mới giúp, người nào không theo mới giúp. Nó, người nào ăn chay, không có ra cái điều kiện gì cả. Nhưng mà quý vị yêu cầu, thành ra bữa nay sư phụ mới nói những việc này. Thì bây giờ quý vị đã hiểu được bao nhiêu, hoặc là không hiểu được bao nhiêu, thì sư phụ cũng xin tạm dừng ở đây. Thưa sư phụ, theo kinh Phật đã nói là có luân hồi. Như vậy thì ở trong sáu cõi thiên nhân Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, thì những người mà luân hồi có nghĩa là phải đầu thai nhiều kiếp và trở lại những cái kiếp mà trong cái sáu cõi đó. Nhưng cũng theo kinh Phật nói rằng cõi người là cái cõi mà có điều kiện nhất và cũng là cái cõi mà dễ giải thoát nhất. Như vậy con thấy cõi người càng lúc càng sinh ra rất là nhiều. Như vậy thì có phải là từ các cõi đến hay không? Nếu từ các cõi đến thì cái cõi người không phải là cái cõi điều kiện để mà giải thoát nhiều nhất hay không? Con sư phụ. Yes, yes. Đức Phật nói như vậy 100% đúng. Cõi người là cái cõi dễ thành Phật nhất. Tại vì từ cõi người là lên trực tiếp lên cõi Phật liền á. Nếu mình tu. Chứ còn đâu phải ai làm người cũng thành Phật đâu. Cõi người là cái cõi đủ điều kiện để mà thành Phật. Thí dụ như mình Atula, mình không có thân thể, mình khó tu có phép Quan Âm. Nếu quý vị nào theo tu phép Quan Âm sẽ biết tại sao Atula không thể tu
thành Phật được, bởi vì họ cũng tu pháp Quán Âm được. Hoặc là làm con vật thì không thể tu pháp Quán Âm được, mặc dù con vật nó có hiểu mình mà tu không được. Chỉ khi nào quý vị tu pháp Quán Âm, quý vị mới hiểu được cái điều này mà thôi. Cái này sư phụ không giải thích ra được. Nhưng mà quý vị hiểu liền tại chỗ, cái lúc mà truyền pháp quý vị hiểu liền tại sao mà chỉ có con người mới tu có phép Quán Âm được mà thôi. Nó khổ cái chỗ đó, nhưng mà sư phụ không thể nói ra đây được. Nhưng mà cái lúc truyền pháp sư phụ hiểu, quý vị hiểu liền lập tức, nghĩa là one second. Cái lúc mà truyền pháp là cái một giây đầu tiên là quý vị hiểu liền tại sao chỉ có con người mới tu được thành Phật mà thôi. Nhưng mà sư phụ không tiện nói ra đây. Nói không được, nói những người không ai hiểu hết. Nhưng mà đi truyền pháp là hiểu liền tại chỗ, mới kêu là tức khắc khai ngộ. Nhưng mà không phải hiểu có bấy nhiêu đó thôi, mình còn thấy được cái tự quan, cái tự tánh của mình, hào quang sáng suốt của mình á, và hiểu được những cái điều mình chưa bao giờ hiểu được á, là cái khai ngộ rồi. Thì bây giờ tại sao mà cái thế giới của mình á mà càng ngày nó càng đông á, thì đúng như lời anh nói vậy, từ những cái thế giới khác nó lên, từ địa ngục mà lên, từ cây cỏ đất đá mà thành, từ súc vật mà biến thành con người á, hoặc như từ những hành tinh khác họ có cái phúc đức đó, họ được xuống làm người. Nhưng mà khi nào họ làm người mà họ gặp được minh sư, họ biết tu hành đó thì họ mới được thành Phật. Nhưng mà cái cõi này là cái cõi có thể tu thành Phật được, còn những cõi khác không, ý như vậy thôi. Nhưng mà không tu thì cũng lãng phí cả đời thôi, như thường thôi. Cũng như một cái cây bông sứ như vậy, có biết bao nhiêu là hoa, nhưng mà đâu phải cái hoa nào nó cũng trường thọ cho tới khi nó khai đâu. Nhiều khi mới cái búp nhỏ nhỏ bị gió thổi, bị sâu nó cắn, bị mấy em nhỏ nó bẻ rớt xuống đất hết trơn. Chỉ có còn rải rác một số bông là còn sống mà cho tới ngày khai hoa mà thôi. Thì làm người cũng như vậy, đâu phải người nào cũng tu được. Nhưng mà bất cứ một người nào trên cõi đời này đều có thể tu thành Phật. Thế đó, cho nên nó quý giá chỗ đó. Tại từ cõi người là đến cõi Phật liền, còn những cái khác là phải đợi. Cũng như mình ở trung học xong, thi đậu trung học xong là lên đại học được, còn tiểu học thì phải đợi. Còn chi nữa không anh? Thưa, vô tâm có nghĩa là gì? Các vị thầy thì nói là vô tâm có nghĩa là những cái vấn đề, những cái hành động hoặc giả là lời nói mà mình không có chú ý để làm cho buồn cho người khác. Cái đó là vô tình. Là vô tình. Còn nhưng mà cũng có vị thầy thì nói là vô tâm có nghĩa là đến tâm không, có nghĩa là giữa chủ thể với vạn vật đồng nhất thể, không giữa phân biệt giữa ta và đối tượng với cái chủ đó thể. Cái đó đúng. Như vậy thì cái câu nào đúng? Thưa vô thượng sư giải thích. Không, cũng tùy theo trường hợp chứ. Thí dụ như anh làm phiền, anh làm một người nào đó buồn á, rồi người đó buồn rồi trách anh nói, ô cái này tôi vô tâm mà thôi. Thì cái lúc đó ông thầy ông giảng cái chữ vô tâm là những hành động mình làm mình không hiểu được, mình không để ý á. Đó đúng chứ, cũng đúng. Nhưng mà vô tâm là cái người mà đã không còn cái phân biệt cái ta và cái người nữa. Nhưng mà cái trình độ này là trình độ của Phật, chứ mình không thể dùng ngôn ngữ mà giải thích như vậy. Cho nên anh mới khó hiểu. Khi nào anh đã tu hành lên tới những cái trình độ cao, tự nhiên anh hiểu liền. Cũng như mình nói vô vi ở bên đạo lão như vậy thôi. Tức là cái người đó không có ngã nữa. Làm việc không phải từ cái đầu óc của anh làm ra, tâm cái lúc đó là chỉ đầu óc đó. Nhưng mà làm việc là từ cái mệnh lệnh của toàn cõi vũ trụ, làm việc chung với tất cả mọi chúng sanh trong hoàng vũ, chứ không phải làm việc từ cái đầu óc cá nhân mình. Ai để nói người là cái thế giới của những người đã tu hành cao. Thưa sư phụ, người ta truyền thuyết rằng Đức Đạt Lạt Lạt Ma của Tây Tạng là một vị quốc vương bao nhiêu kiếp, có nghĩa là hết vị này đến vị khác, nhưng mà cũng là một vị. Thưa sư phụ, điều đó có đúng hay không? Theo những cái truyền thuyết và những cái câu chuyện kể lại đó thì nó như vậy đó. Theo những cái mà những cái gì mà họ đã chứng minh được thì họ nói nó như vậy đó. Mình cũng không nên nói đúng hay không đúng, nhưng mà cái chuyện này có thể được, có thể có chứ không phải không có đó. Thường thường á, cái này là ám chỉ một vị Phật sống, tức là cái thân thể mình nó thay đổi, nhưng mà cái lực lượng á, cái Phật tánh bên trong nó không thay đổi, mượn một cái thân thể khác trở lại
để mà độ chúng sanh. Nói trong cái sự huyền bí thì cũng đúng, chứ không phải không đúng. Có thể có, chứ không phải là không thể. Thưa với sư phụ, con là Phật tử, cũng là có nhà ý là nói với sư phụ, vô thượng sư. Hồi nãy thì nghe cái là sư phụ giảng về vấn đề Hoàng Thái Tử Phật Thích Ca. Thì bây giờ đệ tử muốn cái là xin sư phụ có thể giải thêm về vấn đề mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát thì coi phẩm phổ môn biết liền, giảng sư phụ chi, hỏi gì? Hỏi là cái ý nghĩa mà từ khi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đi tu á, đến khi thành đạo. Thành ra muốn là hiểu cái tiểu sử của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì trong kinh Phổ Môn, Đức Phật có nói rằng Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị oai thần tự tại. Tất cả những chúng sanh nào cầu nguyện đến Ngài đều được Ngài chiếu cố và giúp đỡ. Cho nên kêu bằng Quan Thế Âm. Nhưng mà trong cái kinh Lăng Nghiêm á, Đức Quan Thế Âm có nói rằng bởi vì Ngài tu phép Quán Âm mà thành Phật, cho nên dùng cái đó mà đặt tên cho Ngài luôn. Ok? Quan Thế Âm Bồ Tát á, là bất cứ người nào cũng có thể thành được. Hả? Tu phép Quán Âm rồi có thể quán hết tất cả những âm thanh trong vũ trụ và của thế gian để mà tùy duyên cứu độ người ta. Thì cái lúc đó mình là Quan Thế Âm Bồ Tát. Hả? Cũng như ai mà theo học trường y khoa đó thì một hồi cũng thành bác sĩ cả. À, đó là một quả vị nữa, chứ không phải là một cái tên đặc biệt, không phải là một cái tên riêng. Làm sao để thấu hiểu cái tánh giác để đi đến sự khai ngộ. Ai bác phải ăn chay trì giới, tu phép Quán Âm. Còn nếu bác muốn có phước báo không thì niệm Phật, ăn chay, lạy Phật đủ rồi. À, mà từ từ mai mốt nó cũng hiểu. Còn cái tu pháp Quán Âm thì nó hiểu liền. Ừ. Thưa vô thượng sư, con xin được hỏi, bây giờ con rất muốn đi xuất gia, nhưng vì cha mẹ con không đồng ý, nhưng làm con hiếu thảo chưa tròn, vậy con phải làm sao? Con có nên chờ cơ duyên đến hay không? Tu là tu Phật tâm của mình vậy, cái nhà cũng, cái chùa cũng làm cái nhà thôi. Tức là ở nhà với cha mẹ, rồi ăn chay, niệm Phật. Còn muốn cạo đầu thì cạo, còn muốn để tóc dài. Thấy không? Tu đâu phải tu quần, tu áo, tu tóc, mà tu tâm. Nếu cái tâm mình mà không sáng suốt, không biết được cái Phật tánh của mình, tu mấy trăm ngàn cái chùa cũng không quan nhầm gì. Hà huống chỉ một cái chùa. Tại sao cha mẹ cản quý vị xuất gia, quý vị có biết không? Thứ nhất, tại thương yêu con cái, muốn ở gần gũi hoài, sợ vô chùa là mất luôn. À, để làm việc cho thầy chứ không có làm việc cho cha mẹ nữa. Mỗi ngày gặp thầy chứ không được gặp cha mẹ nữa. Thứ nhất. Thứ hai, nhiều khi quý vị cha mẹ sợ rằng anh hay chị đi tu đó không có quyết tâm, mai mốt nửa chừng bỏ về. Rồi, hoặc là không chịu nổi cực khổ trong chùa, ăn rau muống chấm tương hoài, nó rót xác xót ruột, anh nó mới cản trở quý vị. Chứ nếu quý vị có quyết tâm á, thì trời Phật cũng cảm động, huống chi là cha mẹ. Hả? Thử coi cái tâm mình có quyết hay không. Ê? Người Tàu họ cũng có nói là tu thân tề gia rồi mới trị quốc ở bình thiên hạ. Bình thiên hạ là cái gì? Không phải đi đánh giặc đâu, nhưng mà ý nói rằng thành Phật đó, giáo hóa chúng sanh đó, ngao du trong thiên hạ để mà bình cái tâm cho thiên hạ, an cái tâm cho thiên hạ. Thấy chưa? Làm cái định cái lòng cho bá tánh, đó kêu bình thiên hạ. Chứ không phải lấy súng lấy ống ra chiếm hết nước này đến nước kia đó là bình thiên hạ đâu. Sau này những ông vua, những nhà chính trị dùng ẩu bình thiên hạ, cái là đi sát phạt người ta, à, chiếm đất chiếm đài người ta, cái đó không phải là bình thiên hạ. Nhưng mà đó kêu bằng cái gì? Bằng thiên hạ, bằng khủng hóa thiên hạ. Mình ở nhà mình đi tu cũng được kìa. Những người đi theo sư phụ đây cũng có một số người tại gia. Sư phụ đem theo một đoàn thể gấp đôi cái đoàn thể này, nhưng mà tại vì
họ kẹt cái vấn đề visa, họ còn bây giờ ở trên bên đảo Guam, bữa nay mới về Manila, thành ra không có đến đây được. Làm sư phụ, nhân viên mất đi một nửa, làm việc hơi chậm chạp. Mà sư phụ mấy bữa nay cũng không có thị giả. Những người mà đã quen đi chung với sư phụ đó, giúp đỡ sư phụ trong những việc lặt vặt, sư phụ không có ai hết. Rồi nhân viên truyền hình thì chỉ có một anh thôi, ví dụ vậy đó. Rồi truyền thanh thì không có ai hết, ví dụ làm thì không có ai tổ chức cái gì, nó hơi lộn xộn chút, hơi mệt. Thì cũng ráng. Cái lúc này là lúc làm việc nhiều mà là người lại ít. Khổ vậy. Ma chướng nó có biết không? À, đúng cái lúc mà sư phụ cần thiết nhất á, cắt đi, cắt giảm nên là tài trợ. Cũng như có nhiều người bị cắt lương thực kìa, hoặc là cắt cái tài trợ đó. À, sư phụ bị cắt đều đều. À, thì sư phụ đâu có complain, đâu có khiếu nại ở đâu được. Quý vị ở đây bị cắt còn lên khiếu nại văn phòng nước, văn phòng điện được, sư phụ khiếu nại ai? Nhiều khi sư phụ đi hoằng pháp khắp nơi trên thế giới, đồ đệ đi theo không có đủ, tại vì những cái có nhiều nước visa nó khó. Trong thánh kinh có nói sống gửi thác về đâu, địa ngục hay thiên đàng. Vậy mỗi tôn giáo đều có một địa ngục thiên đàng khác nhau, hay chỉ có một thiên đàng một địa ngục? Còn Phật A Di Đà và Chúa Giêsu là con của Thượng Đế phải không? Này hỏi ngay hai người đó, sao hỏi sư phụ cả? Mai mốt á, sư phụ chỉ cho cái cách hỏi. Bây giờ mình tu phép Quán Âm mà mình ăn chay từ giới tu Quán Âm xong, mai mốt gặp Phật Di Đà hỏi ông á, ngài là con của ai? À, rồi đi lên trên thiên đàng gặp Chúa Giêsu hỏi, ngài có phải con Thượng Đế không? Hai người có phải con chung của Thượng Đế không hay là con riêng? Hay là Thượng Đế có hai vợ? Yeah. Chứ bây giờ hỏi sư phụ cái chuyện của Thượng Đế, sư phụ sao trả lời được? Nó vui là chỗ đó đó. Và cái câu ở trên kia sư phụ có thể trả lời được, là thánh kinh là sống gửi thác về đâu, địa ngục hay thiên đàng? Địa ngục hay thiên đàng là Phật có nói rồi, cũng vậy thôi, tùy theo cái cách làm việc của mình, tùy theo cái cách sinh sống ở trong cái cõi đời này của mình mà mình xuống địa ngục hay lên thiên đàng. Thấy nhá, nếu mình làm ác, mình làm những điều không phải, mình thù hận, mua thù chuốc oán thì mình xuống địa ngục. Còn nếu mình làm lành, nên giữ có tâm từ thiện, có tâm lành thì lên thiên đàng. Đó. Địa ngục thiên đàng có nhiều thứ chứ không phải có một cái mà thôi. Có thứ địa ngục rất là đau khổ, có thứ địa ngục nhẹ. Thiên đàng có cái thiên đàng cao, có cái thiên đàng thấp. Đó. Càng cao thì càng tốt, càng thấp thì càng ít cái sự lành. Đến cao nữa là cõi Phật hoặc là thiên quốc, là cõi cao nhất, vĩnh viễn trường tồn, vô cùng khoái lạc, cái bằng cực lạc. Okay. À, còn gì nữa không? Mỗi tôn giáo đều có địa ngục khác nhau, không phải đâu. Địa ngục là địa ngục, thiên đàng là thiên đàng, cỡ đó à. Không phải lên đó rồi mình thấy Chúa với Phật ngồi chung bàn uống cà phê. Ở dưới này mình phân biệt tùm lum, nói Chúa hay, Phật dở, Phật dở Chúa hay tùm lum. Lên đó quý ngài cũng bạn bè nhau thôi à. Chắc là con chung của Thượng Đế chứ không phải con riêng à. Không lẽ Thượng Đế đẻ ra hai ba lớp con khác nhau sao? Hay là ông có hai ba bà vợ, mỗi người có khác, làm con khác nhau sao? Thượng Đế là gì? Là chân lý, là sức mạnh vĩ đại của càn khôn, là trí huệ vô cùng kỳ diệu, là cái lòng thương vô lượng vô biên. Chứ không phải Thượng Đế là một người mà phải nói đẻ ra con này con kia, con ghẻ, con ruột, con riêng, con bà vợ kế, con bà vợ lớn. Không có vậy nha. Tại cái đầu óc mình nó quen ở trong cái sự suy đoán của phàm phu, mình nghĩ rằng phải có một người rồi mới sinh ra được nhiều người con này kia kia nọ. Thượng Đế không phải là một hình thù, một dáng dấp, mà là một cái sức mạnh tình thương vô cùng kỳ diệu, một sức mạnh vạn năng, tình thương vô lượng, một trí huệ sáng suốt vô cùng.